Review nhanh gọn đùi gà KFC đen. Vỏ ngoài thì siêu giòn, bên trong còn mềm ẩm, quá là mê. Review nhanh gọn, thử lạp xưởng nướng đá chấm muối ớt sen. Đúng là hai thứ ngon kết hợp với nhau, quá đã. Review nhanh gọn, bánh dâu tằm nội địa Trung. Phải nói là bánh này giống quảng cáo nha, ít ngọt, dẻo dẻo, quá là ngon.